Chim cu gáy hay xin gửi tới kênh chim cu gáy, trên kênh chim cu gáy hay với các bác là đây là một con nó gọi là con mi đất. Thì thông tin về con chim này thì báo cáo với các bác là con chim này nó là con chim ở con chim bổi bẫy được ở ở cái triền núi Ba Vì trên quê hương đất huyện Ba Vì thì thành phố Hà Nội cũng thuộc địa phận gần Khoang Xanh Suối Tiên ở xã Vân Hòa huyện Ba Vì thành phố Hà Nội. Thì con chim này thì vốn ở ngoài thiên nhiên nó cũng rất là bạo dạn thuần khiết và nó thuộc họ nhà mi. Và trên màn ảnh các bạn đây là con chim này thì nó đã ăn cám được thời gian rất là lâu rồi và nó đứng lồng rất là thuần lành đó, rất là thuần lành. Thì thỉnh thoảng thì ở đây các bác dân tộc ở đây thì cũng đi núi thì cũng hay bẫy bắt được những cái con chim như này hoặc là những con chim lạ. Thì thực ra chim cu gáy hay thì cũng hay chơi với các bác mà hay mua lại của các bác đó. Những con chim này thì cũng thỉnh thoảng mới bẫy được nên mình cũng thấy nó đẹp, nó đẹp, trông nó cũng họ nhà mi đấy. Các bạn nhìn cái yếm của nó rất là đẹp đó. Thì kể cả những cái con chim mỏ đỏ, chân đỏ, uy nương thỉnh thoảng mình cũng mua lại và mình cũng đi bẫy cùng các bác hoặc là mình cũng mua của các bác để mình gột nuôi vào cám. Nhưng mà trong tất cả các loại chim rừng thì mình thấy là cái con này thì nó là cái con mi, mình cứ gọi là con mi đất đó. Thì nó cái khả năng thích nghi rất là cao. Về các bạn không phải cho ăn cái gì về côn trùng à. Con này thì nó độc chỉ ăn cám ấy, cám gì cũng được, cám gà, cám chim. Đấy, nó rất là dễ, nhanh thuần. Đấy. Thì báo cáo với các bác là cái tướng tá hình hài của nó như thế này. Đó, thì con này thì đăng lên để cho các bác cái giá là 500.000. Thứ nhất là cái thông tin là mình khẳng định là nó là con chim đực. Đấy. Thực tế là nó là một con một bộ một đôi chim bẫy được. Nhưng mà con mái thì nó sơ ý là sổng ra. Thế thì hiện giờ cũng chưa bẫy lại được. Đấy. Nó cũng quanh quẩn đây nhưng mà nó bẫy hụt nên là nó cũng biết tránh bẫy. Thế thì thỉnh thoảng thì đây cũng bẫy, có đợt thì bẫy được vài con, có đợt mãi chả bẫy được con nào. Đâm ra là nếu như các bác mà có nhu cầu muốn lấy một đôi thì chắc là phải hẹn các bác đợt tới. Còn bây giờ bác nào muốn chơi một con đực thì chơi em này được. Em này thì thao chim cu gáy đảm bảo với các bác là nó đã thuần lồng rồi. Đấy. Và nó cái tiếng hót của nó thì nó họ nhà mi thì các bác biết rồi. Đấy, họ nhà mi. Chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào bào, chim quyên. Bên cạnh đó thì báo cáo với các bác là đảm bảo với các bác là con chim trống và thuần và hót rồi. Sáng ra thì nó hót rất là hay, tiếng nó cũng véo von và nó gần như là tiếng mi của chúng ta. Đấy. Và nó được cái thì mình thấy là màu sắc rất là đẹp, ngoài cái mắt của nó và cái má của nó. Cái con này thì còn giữ nguyên lông đuôi được, cái mỏ đấy. Đấy. Mà con này thì mình thấy là nó rất là sạch sẽ, ăn rất là ít các bạn ạ. Ví dụ như một cái cống ăn như trên màn hình đây có thể là ăn được khoảng 5 ngày. Đấy. Nước thì nó cũng uống rất là sạch, nó không bao giờ nó ỉa vào cống nước cả. Đấy, các bác mua một cái lồng như thế này. Đấy. Hoặc là các bác sử dụng cái áo lồng như thế này. Thì các bác treo ở những cái khuôn viên quầy hay cửa hàng hay cái các bác treo thì thực ra đây là một con chim rất là thân thiện và lý tưởng để cho các bác chơi. Các bác chơi chim cảnh. Đấy. Những con chim này thì nó rất là thuần. Đấy. Báo cáo với các bác là như vậy. Đấy, hiện bây giờ là cái khuôn viên
của nhà thao cô gáy nó là như vậy. Tại đây là có những chim tối hôm qua là phải che bạt kín này để cho nó khỏi lạnh. Chim non là chim thả, tất cả những rất nhiều là chim đó, thả trên trên cây đây, 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 đây. Thả tự do đây, chim thả tự do nhá. Các bạn có đến chơi thì các bạn không có gì lạ cả, bởi vì thực ra cái chim cô gái thì ở đây thì có thể lên đến hàng rất là nhiều, nhiều trăm con. Thế thì trở lại câu chuyện về cái con mi này thì báo cáo với các bác là tôi có đăng lên để cho các bác với cái giá là 500.000 đó, chưa có vận chuyển. Đấy, những bạn nào mà nhận hàng tại bến xe Mỹ Đình thì là miễn phí. Đấy, đấy, tại vì mình có văn phòng ở bến xe Mỹ Đình thì ngày nào mình cũng gửi chim cu xuống xuống đó. Đấy, thì là mong các bác là đọc thông tin và chia sẻ thông tin. Đấy, thì mình cũng có cái trang Facebook và YouTube là chỉ với cái tên là chim cu gáy hay, thì hay có những cái con chim lạ độc hoặc là những con chim gáy hay, cái chim hay của là chim cu gáy lon, hoặc là tất cả những cái gói sản phẩm về chim cu gáy là mình sẽ phục vụ các bạn tối đa. Đấy, ngoài ra thì thỉnh thoảng cũng có mua được của các bác đi bẫy như con phượng hoàng nửa, con mi đất, hoặc là con trọng màu, con chòe than. Đấy, thì cũng có đăng thêm kèm với cây, thậm chí là có bên này tường bao, bên này đây là con trại đà điểu thì cũng phát triển vào mùa gọi là bán con giống đà điểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.